nguyên phó giám đốc Công an Hà Nội nhận lo lót chạy án hơn 2,6 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, mới đây ông Nguyễn Anh Tuấn bị cơ quan điều tra trong vụ chuyến bay giải cứu từ chối năm 2022, tuy nhiên thông tin này chưa từng được công bố. Tiếp tục thông tin chi tiết kết luận vụ chuyến bay giải cứu, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Công an Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội môi giới hối lộ. Theo kết luận, ông Nguyễn Anh Tuấn mặc dù không có chức năng nhiệm vụ trong việc điều tra xử lý vụ án, nhưng đã nhận tiền và hứa giúp chạy án cho một số người bị xử lý hình sự trong vụ chuyến bay giải cứu. Cụ thể, ông Tuấn đã nhận lời giúp đỡ Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky và Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc không bị xử lý hình sự. Sau đó, ông Tuấn liên hệ gặp gỡ tác động, đưa tiền cho Hoàng Văn Hưng, nguyên trưởng phòng điều tra Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an và là điều tra viên thụ lý chính vụ án chuyến bay giải cứu để lo cho hai người này. Như vậy, hành vi của ông Nguyễn Anh Tuấn xét về bản chất đã đủ yếu tố cấu thành tội môi giới hối lộ. Kết quả điều tra xác định, ông Tuấn đã nhận từ Nguyễn Thị Thanh Hằng tổng cộng 2,6 triệu đô la Mỹ. Ông Tuấn khai đã đưa cho Hoàng Văn Hưng hơn 2,2 triệu đô la Mỹ để nhờ chạy án. Số tiền 400.000 đô la Mỹ ông Tuấn sử dụng vào mục đích cá nhân. Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an xác định chỉ có đủ căn cứ kết luận Hoàng Văn Hưng đã nhận 800.000 đô la Mỹ từ Nguyễn Thị Thanh Hằng thông qua ông Tuấn. Do đó, Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền này. Như vậy, Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm hơn 1,8 triệu đô la Mỹ. Cơ quan điều tra kết luận tổng số tiền môi giới hối lộ ông Tuấn đã nhận hơn 2,6 triệu đô la Mỹ, tương đương 61,6 tỷ đồng. Trong đó, ông phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 42,8 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Anh Tuấn thành khẩn khai báo hành vi của bản thân và các cá nhân có liên quan, góp phần giúp cơ quan điều tra làm rõ nhiều tình tiết của vụ án. Gia đình bị can cũng đã nộp khắc phục 460.000 đô la Mỹ. Cảnh giác với chuyến tàu vét biển số đẹp. Thưa quý vị và các bạn, tôi vốn là người không để tâm đến biển số xe hay số điện thoại, đến ngay cả biển số xe mình đi hay số điện thoại các thành viên trong gia đình, tôi cũng không nhớ rành rọt. Tuy nhiên, nếu đi đường gặp những chiếc xe gắn biển số đẹp thì tôi vẫn cảm thấy rất ấn tượng, ít nhất là chúng cực kỳ dễ nhớ. Đương nhiên, những người đam mê số đẹp, họ không đơn thuần chỉ nhằm mục đích ghi nhớ. Một chiếc xe thường được định danh bằng một dãy số và thông qua dãy số đó, đôi lúc người ta sẽ định vị được chủ nhân chiếc xe. Sở hữu một biển xe số đẹp trên mọi góc độ nào đó, đẳng cấp của chủ xe cũng ở một tầng nước khác. Thế nào là đẹp? Trước hết phải ấn tượng, phải quý, hiếm, phải độc lạ. Đẹp còn có nghĩa là phải đạt được sự hài hòa, phù hợp phong thủy. Và đã gọi là đẹp thì sẽ có người ngưỡng mộ, khơi gợi nhu cầu sở hữu, chiếm hữu. Giá cho cái đẹp thì hẳn nhiên rồi, thường không rẻ. Hồi năm ngoái, một cậu em khoe tôi mua chiếc ô tô với giá khoảng 900 triệu đồng. Sau khi bốc biển số ít hôm thì đã có người trả giá mua lại gần 2 tỷ đồng. Trong khi đó, ai cũng biết rằng với những nhu cầu tiêu sản như xe cộ, xe vừa mua xong, ra khỏi gara đã lỗ vì chẳng mấy khi mà bán lại được ngang bằng giá hãng. Thế mới nói, giá của biển số đẹp rất vô cùng, chỉ một dãy số, một chi tiết trên chiếc xe để lưu thông thôi, nhưng đã được trả giá cao hơn chính chiếc xe đó. Vừa mới mấy ngày nay, hai chiếc xe máy nhãn hiệu ra được vợ chồng anh TTP, ngụ xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai mua. Một chiếc có giá 500 triệu đồng, chiếc còn lại giá 300 triệu đồng. Ấy thế mà sau khi bấm ra biển số xe 60B688888, đã sang tay cho ba người khác với giá 1,5 tỷ đồng. Giá trị thị trường chiếc xe nhân 3, nhân 5 nhờ vào biển số. Theo quy định hiện hành, biển số xe được bấm số ngẫu nhiên bởi chủ xe. Chủ xe nào bấm được biển số đẹp cũng coi như là trúng số vậy. Phải rất may mắn vì tỷ lệ trúng rất ít, rất khó. Nếu nhiều thì sao thị trường lại định giá đắt? Bấm số ngẫu nhiên tưởng là công bằng nhưng thực tế lại cho thấy nhiều vấn đề phát sinh trong công tác cấp biển dẫn đến ồn ào, bàn tán. Ví dụ như trường hợp vợ chồng anh P ở Đồng Nai đề cập ở trên, họ là những người kinh doanh xe máy và trong một ngày bấm tới được 4 biển số đẹp 60B688889, 60B688886 cho hai chiếc Suzuki. Cho hai chiếc xe Suzuki RGV 120 SH150i và biển số 60B688888, 60B688868 cho hai xe máy hiệu ra. Sự may mắn đến mức khiến người ta không khỏi sửng sốt và hoài nghi. Nhiều ý kiến cho rằng một người bấm được một biển số đẹp đã không dễ dàng gì. Vậy mà cả hai vợ chồng bấm được 4 biển số đẹp thì rất khó tin. Sau đó, anh P đã tiết lộ rằng chủ cửa hàng bán 4 xe máy cho vợ chồng anh cam kết luôn việc hỗ trợ ra tên chủ xe và bấm biển số. Đến cơ quan chức năng, vợ chồng anh P chỉ cần đứng bên ngoài, còn việc bấm lấy biển số do người chủ cửa hàng bán xe thực hiện.
Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác một phó công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ. Do nguyên nhân dẫn đến bị tạm đình chỉ xuất phát từ việc cán bộ này làm sai quy trình hướng dẫn đăng ký xe, chứ không có dấu hiệu can thiệp vào hệ thống bấm biển số. Ồn ào bấm biển số xe siêu đẹp không chỉ diễn ra ở Đồng Nai, mà tại Đồng Tháp, Công an tỉnh cũng vào cuộc xác minh vụ 4 biển số 66F199996, 66F199979, 66F199998 và 66F199999 được bấm cùng một ngày. Bước đầu, Công an chưa phát hiện thông tin vi phạm của lực lượng làm nhiệm vụ và chưa thấy sai quy trình trong bấm số. Các biển số trên mà các chủ xe bấm được là hoàn toàn ngẫu nhiên. Về lý mà nói, thì một khi kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy không phát hiện sai sót về quy trình, cũng không phát hiện sai sót về kỹ thuật, không chứng minh được có hành vi tác động tiêu cực, không có hành vi cố ý làm trái quy định, vậy thì không có lý do gì để bàn ra tán vào. Vậy nhưng, có vẻ không ít người chưa tâm phục khẩu phục. Thực tế cho thấy, tình trạng vi phạm trục lợi trong quá trình cấp biển số xe từng xảy ra. Ví dụ tại An Giang, hồi năm ngoái, nguyên trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và một số cán bộ phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đã bị bắt về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do liên quan đến sai phạm trong vụ cấp biển số xe. Để chấm dứt triệt để những rủi ro công vụ nói trên, thì phương án đấu giá biển số đẹp đang được kỳ vọng sẽ ngăn chặn được hành vi trục lợi và tạo được sự bình đẳng, minh bạch trong việc cấp, sử dụng biển số xe. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, Nghị quyết 73 năm 2022 của Bộ Quốc hội thí điểm đấu giá biển số ô tô sẽ có hiệu lực thi hành và Bộ Công an hiện vẫn đang soạn thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết 73 nhằm triển khai thí điểm. Người viết cho rằng, đấu giá biển số đẹp còn mang lại lợi đơn lợi kép, chẳng những tránh được nguy cơ trục lợi cũng như dị nghị đối với cơ quan chức năng mà còn mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Năm 2008, một phiên đấu giá biển số phương tiện giao thông được người dân Nghệ An đặc biệt quan tâm, bởi chỉ sau một đêm, với 10 biển số, Công an Nghệ An đã thu được 2,4 tỷ đồng, bổ sung vào quỹ vì người nghèo. Hoạt động này sau đó không thể tiếp tục do vướng quy định pháp luật. Thế nên, không quá khi nói quỹ biển số đẹp là nguồn lực không nhỏ với ngân sách, việc thí điểm và nhanh chóng áp dụng chính thức sớm ngày nào sẽ tận dụng được càng nhiều nguồn lực ngày đó và cũng là mong mỏi của hầu hết người dân. Chỉ còn 3 tháng, hy vọng sẽ không xảy ra những chuyến tẩu vét đâu đó nhằm tư túi trong lĩnh vực này. Giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh. Quý vị và các bạn thân mến, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh với bà Võ Thị Kim Cương, đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ gỗ châu Âu và bà Đồng Thị Kim Nam, đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu đất Quảng Nam. Việc tạm hoãn xuất cảnh do các công ty này nợ thuế từ năm 2020 đến nay. Thời gian tạm hoãn tính từ thời điểm công bố đến lúc doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế đầy đủ. Chi cục này cũng thông báo tạm hoãn xuất cảnh với giám đốc của hàng loạt doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản HMP, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phúc Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Gia Hưng Thịnh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Đức Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Thái Bình Dương, công ty trách nhiệm hữu hạn Villa Home, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Bình Dương. Theo Tổng cục Hải quan, những doanh nghiệp nợ thuế bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế chủ yếu do cố tình chây ý, kinh doanh thua lỗ, gian lận trong kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp nợ thuế trên 30 ngày, cơ quan chức năng gọi điện, nhắn tin, ban hành văn bản đôn đốc. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn cố tình nợ từ 91 ngày trở lên, khiến cơ quan chức năng cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản. Thậm chí, khi nợ thuế trên 121 ngày, cơ quan chức năng áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như bêu tên, dừng làm thủ tục hải quan, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, thu hồi giấy phép kinh doanh, cấm xuất cảnh, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn không thực hiện. Với hình thức tạm hoãn xuất cảnh, Tổng cục Hải quan cho rằng đa phần các doanh nghiệp đều nợ thuế kéo dài, thuộc khoản khó đòi và có nguy cơ tẩu tán tài sản, biến mất khỏi địa điểm kinh doanh. Chỉ tính riêng trong tháng 3, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an thông báo tạm hoãn xuất cảnh khoảng 60 giám đốc, người đại diện các doanh nghiệp nợ thuế.